Sau Tết Nguyên đán là mùa lễ hội xuân, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các lễ hội đều dừng phần hội, rút gọn phần lễ, do vậy mật độ phương tiện lưu thông trên các tuyến đường không tăng cao. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự vẫn là nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường thực hiện. Năm nay lễ hội Đền Thượng không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ nên lượng du khách đến tham quan vãn cảnh không quá đông như mọi năm. Mặc dù vậy, để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, Công an thành phố Lào Cai đã chủ động phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương để hướng dẫn phân luồng nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã đảm bảo trật tự tốt các tuyến đường thông suốt và không gây ùn tắc các tuyến đường trong nội thị. Rồi sau đó ngoài Tết, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự lễ hội Đền Xuân đầu năm đối với lễ hội Đền Thượng, đảm bảo phân luồng từ trước và phòng ngừa những vấn đề gây ùn tắc các khu vực gần đến, nên đảm bảo cho người khách đến tour du lịch tâm linh được thông suốt. Dịp lễ hội, các đối tượng thường lợi dụng chỗ đông người chen lấn để tiến hành móc túi, trộm cắp vặt, gây rối trật tự. Do đó, với tinh thần đảm bảo an toàn cho nhân dân tham gia lễ hội vui tươi, lực lượng công an phường, lực lượng dân quân tự vệ nghiêm túc triển khai các phương án đảm bảo an ninh. Tình hình an ninh trật tự vẫn có nhiều những cái diễn biến phức tạp, tiềm ẩn một số đối tượng có nguy cơ là gây mất trật tự an ninh. Công an phường đã tham mưu cho lãnh đạo công an thành phố, đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân biện pháp để ngăn chặn các đối tượng này, không để các đối tượng này gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến quá trình du xuân của người dân. Mùa lễ hội xuân, các địa điểm tâm linh vẫn là điểm đến thu hút du khách dịp này. Vì vậy, các ngành chức năng tiếp tục các giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tổ chức hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực đông du khách tham dự, đảm bảo cho nhân dân du xuân an toàn thuận tiện.